Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 2, không khí lạnh bổ sung bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ ở vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Dự báo hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác sẽ còn kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày 5 tháng 2. Và từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, khu vực này có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng và đêm. Còn với khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Bình Định cũng duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét đến hết ngày 5 tháng 2. Duy chỉ có các tỉnh từ Phú Yên cho đến Khánh Hòa, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi và gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Xa hơn về phía nam của đất nước, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều được dự báo có mưa rào và dông ở vài nơi, nắng gián đoạn. Cùng với đó là gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 và hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Cận Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, mưa lạnh xuất hiện kéo dài nhiều, đợt khiến cho hầu hết diện tích lúa và hoa màu chủ lực vụ đông trên cả nước sinh trưởng kém. Trong đó thì mưa lạnh kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây lúa mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh như bọ trĩ hay là ruồi đục nõn, sâu cuốn lá, phát sinh và gây hại rải rác trên diện rộng. Và đáng chú ý là chuột bùng phát và cắn phá nhiều cánh đồng lúa, chủ yếu là ở những chân ruộng nước trời với tỷ lệ hại bình quân là 5-6%. Và thời điểm này, nông dân cần tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp để cây trồng phục hồi và phát triển, cụ thể là như sau. Đối với cây lúa thì cần duy trì mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, bón bổ sung cho bếp, phân chuồng hoai mục và không bón phân đạm khi nhiệt độ dưới 20 độ C. Cùng với đó là cần tỉa dặm và bón phân thúc kịp thời, bón đủ và cân đối phân NPK, duy trì mực nước nông. Cùng với đó là ruộng bị ngộ độc thì cần thay nước 1-2 lần, bóp bổ sung phân DAP khoảng từ 1-2 kg một sào và phân qua lá. Cùng với đó là ruộng xạ muộn thì không nên phun thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 20 độ C. Còn đối với cây trồng cạn và rau đậu thì cần tỉa dặm, định cây. Cùng với đó là cần bón phân thúc kịp thời, làm cỏ lên xuống và xới sáo phá vàng, tưới nước đủ ẩm. Xin được trở lại với những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, không mưa và tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 và sóng biển cao từ 1-2 m. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.